Xin mến chào anh chị và các bạn. Video này thì Xuân Việt sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng chiếc sao card K10 kết hợp với mic Tassa PC-K370. Đây là dòng micro sử dụng điện 48V. Thì để có thể kết hợp micro 48V với điện sao card K10 và chúng ta có thể kết nối với điện thoại để phát livestream hoặc là thu âm quay video trên điện thoại thì chúng ta cần phải chuẩn bị những thứ như sau. Thứ nhất là cái sao card K10. Thứ hai là hai sợi dây cắm đi kèm sao card, bao gồm một sợi dây 3.5 để cấp nhạc và một sợi dây cáp để cấp nguồn cho cái sao card. Và tiếp theo đó là micro và hai sợi dây micro. Hai sợi dây micro ở đây thì gồm có một sợi hai đầu XLR, hai đầu to như này anh chị nhá. Và một sợi là một đầu 3.5 và một đầu XLR như này. Và một cái bộ phận không thể thiếu đó là cái bộ đồng nguồn 48V và cái cục cắm nguồn đi kèm. Một sợi dây livestream, dây livestream 3 màu hoặc dây livestream 2 như này. Một tai nghe, một củ sạc và hai chiếc điện thoại, một chiếc điện thoại mở nhạc và một chiếc điện thoại phát livestream. Rồi ok, như vậy là đầy đủ rồi đấy. Bây giờ thì Việt sẽ bắt đầu tiến hành để cắm các sợi dây kết nối sau card và micro cũng như là kết nối điện thoại nhé. Đầu tiên thì Việt sẽ cắm cái dây lấy nhạc ở trước. Để cắm dây lấy nhạc thì anh chị để ý cái mặt sau của cái sau card K10 thì nó gồm có cái lỗ cắm chân bé này. Anh chị cắm cái dây này vào đây. Và đầu còn lại anh chị sẽ cắm một cái điện thoại hoặc là máy tính bảng nhé, để mà mở nhạc, chỗ nữa mình mở nhạc karaoke. Rồi ok. Và tiếp theo anh chị sử dụng cái sợi dây cáp đi kèm cái sao card K10 thì đầu nhỏ đây. Anh chị cắm vào cái lỗ cái cổng USB đằng sau cái sao card K10 và cái đầu USB dẹp. Anh chị cắm vào cục sạc hoặc là máy tính để cấp điện 5V cho cái sao card K10 này nhá. Rồi. Và tiếp theo đến phần micro. Thì anh chị sẽ cắm cái dây mic vào cái cục nguồn này trước. Thì cái cục đổi nguồn anh chị để ý nó có hai cổng cắm, một đầu là output, một đầu là input. Thì mình sẽ cắm cổng output trước. Output thì anh chị dùng cái dây mic bình thường đây mà chúng ta vẫn cắm vào mic 5V đấy. Cái đầu XLR anh chị cắm vào đây, cổng output. Đó. Và cái đầu 3.5 anh chị cắm vào cái lỗ cắm mic trên các sao card K10, lỗ cắm thứ hai nhá. Rồi sử dụng dây mic tiếp theo thì anh chị để ý nó có hai đầu, một đầu cắm vào micro và một đầu cắm có ba chân cắm như này, thì anh chị cắm vào cái cổng input trên cái bộ đồng nguồn. Lưu ý là nó có cái mũi tên này, mũi tên anh giấu ở đây thì mũi tên anh chị quay lên trên này. Quay đúng vào cái chỗ này nè. Đấy. Cắm vào. Và cái đầu còn lại đấy, đầu XLR còn lại đây anh chị cắm vào micro. Nó cũng có cái ngạnh đây, anh chị để ý cái ngạnh. Và micro nó cũng có một cái rãnh này. Anh chị cắm đúng vào. Đúng vào. Đấy. Như này được. Và sau đó là anh chị cắm cái cắm cái cục nguồn vào ổ điện. Và cái rắc này chúng ta sẽ cắm vào cổng AC 18V để cấp nguồn cho cái bộ đồng nguồn này. Và cuối cùng anh chị ấn on, ấn xuống nó sẽ bật cái bộ đồng nguồn lên nhá, bật nguồn điện đồng nguồn lên. Tiếp theo là anh chị cắm cho mình một cái dây tai nghe. Cái dây sợi dây tai nghe. Dây tai nghe đấy anh chị sử dụng dây tai nghe nhất tai hoặc là tai nghe chụp âm chụp đầu đều được nhá. Anh chị cắm vào lỗ thứ nhất hoặc lỗ thứ hai đều được. Ở đây Việt sẽ cắm vào lỗ thứ nhất từ bên tay phải vào này. Và sợi dây livestream MA2 của chúng ta. Sợi dây livestream MA2 thì anh chị sợi dây livestream MA2 thì anh chị sử dụng cái rắc màu hồng. Và cái nút gạt này gạt về bên A, nút gạt bên A nhé anh chị nhé. Và cái rắc này thì anh chị sẽ cắm vào điện thoại quay video hoặc là phát livestream. Rắc màu hồng chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ tròn bên cạnh cái rắc tai nghe đây.
và cái giáp màu đen này, anh chị cắm vào điện thoại quay video phát livestream. Đây là dây mà A2. Còn đối với dây livestream 3 màu thì sao? Dây livestream 3 màu thì sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng hai loại dây luôn. Dây livestream 3 màu thì chúng ta cũng sử dụng cái giáp màu hồng. Dây livestream 3 màu nó có hai đầu khác biệt nhé. Một đầu là có 3 giáp đây. Thì màu xanh, giáp màu xanh, màu đen có lỗ cắm đi thì chúng ta không dùng đến, mà chúng ta chỉ dùng giáp màu hồng thôi. Giáp màu hồng anh chị cũng cắm vào cái cổng cắm thứ hai từ bên tay phải vào. Cổng cắm thứ hai từ bên tay phải vào nha anh chị nhá. Đó. Và cái nút gạt đây anh chị để ý cho mình là mặc định khi mà nhà sản xuất luôn luôn gạt về cái đầu phía ba dây nhé. Thì anh chị gạt về, gạt ngược lại về phía một dây cho Việt. Gạt sang bên này, gạt phía một dây nhá. Và cái giắc màu đen bên này thì anh chị cắm vào điện thoại quay video hoặc là phát livestream. Bây giờ thì Việt sẽ cắm vào điện thoại đang quay video nhá. Alo, ok, Việt alo đã thấy tiếng cái micro rồi. Bây giờ thì tiếp theo Việt sẽ hướng dẫn chị sử dụng qua cái sau cạc K10 này. Anh chị nhớ cho Việt là cái nút vuông bên tay trái thì nó sẽ là khi mà anh chị bấm chuyển chế độ này thì cái đèn màu xanh ở cái đèn ở giữa này sẽ hiển thị màu sắc khác nhau nhé. Bây giờ đang ở chế độ hát karaoke thì cái đèn này sẽ là đèn xanh dương. Chuyển sang chế độ trò chuyện trực tuyến này thì sẽ đèn màu đỏ. Màu trắng như vừa rồi đi câm luôn anh chị nhé. Còn màu xanh lõn chuối này là chế độ MC. Để bật lại chế độ karaoke thì anh chị ấn vào đây. Đèn xanh dương anh chị nhé. Đấy là cái đèn, đấy là cái nút vuông bên trái. Còn nút vuông bên phải sẽ là chuyển đổi 12 cái hiệu ứng echo khác nhau. Thì mỗi hiệu ứng nó sẽ là một chất âm và cái độ vang khác nhau. Thì anh chị có thể bấm chuyển vào cái nào cảm thấy ok nhất thì anh chị sử dụng nhé. Bấm chuyển như này. Alo, 1, 2. Cái này nhiều vang hơn cái vừa rồi này. Alo, đó, anh chị cảm thấy cái nào nhiều vang hơn, ấm hơn và hợp anh chị thì anh chị sử dụng. Và nó có một cái chế độ nữa, nhiều khi anh chị không biết, anh chị bấm tì đè vào đây hoặc là trẻ con hoặc là cái gì đó, đè vào đây tầm 3 đến 5 giây, ấn nhiệt cái phím xuống từ 3 đến 5 giây nó ngắt toàn bộ âm thanh của hát. Anh chị tưởng là cái sao càng bị hỏng rồi, nhưng không phải, để bật lại anh chị chỉ cần bấm giữ từ đây, ở đây từ 3 đến 5 giây nó sẽ bật lại âm thanh của hát. Bây giờ mình thử nhé, việc ấn giữ ở đây thì nó sẽ ngắt toàn bộ âm thanh. Đấy, mất rồi anh chị. Để bật lại thì Việt cũng bấm giữ đây, nó sẽ có. Đây, vừa rồi Việt ngắt đi là Việt gõ đây không có gì đúng không? Đấy, đấy này cái nút vuông bên phải. Và bây giờ sẽ là cái những cái nút vặn ở bên cái cạnh trái. Cái nút đầu tiên đó là âm bát của mic. Alo, 1, 2, giảm bát này. Tăng bát thì anh chị vặn xuôi theo chiều kim đồng hồ. Và cái nút này là nút chép, giảm chép và tăng chép anh chị cũng vặn xuôi theo chiều kim đồng hồ. Đó, alo. Bát và chép của K10 rất là rõ ràng đúng không ạ? Và cái bát chép này thì anh chị chỉnh theo giọng của mình nhé. Ví dụ giọng ai trầm quá thì mình giảm cái bát này đi một chút. Còn giọng ai mà nó khàn khàn rè rè thì anh chị giảm chép này đi. Đó, giảm chép đi và tăng bát lên. Giọng trầm thì giảm bát, tăng chép. Và giọng rè khàn thì giảm chép và tăng bát này đi. Đúng không ạ? Còn bình thường cứ để bình thường với giọng của Việt thì cứ để chép ở tầm này và bát ở tầm này. Anh chị nhé. Bát ở tầm này và chép ở tầm này. Anh chị nhìn rõ không ạ? Bát chép giọng bình thường. Còn volumic thì anh chị có thể để hết cỡ hoặc là để ở tầm này đi. Để tầm này. Bởi vì nhiều anh chị có thói quen là micro cầm khoảng cách rất là sát miệng nhé. Sát miệng mà mình vặn volume hết cỡ thì nó sẽ bị ồn. Micro thu âm không cần phải để sát miệng mà anh chị cứ để cách miệng tầm 10 đến 15 cm hoặc là một gang tay hát là ok nhất, không cần phải để sát miệng như là mic karaoke gia đình. Và một điều nữa là đối với mic karaoke gia đình thì đầu thu nó sẽ ở bên trên đây, cho anh chị khi hát anh chị cầm như này là ok. Còn đối với đầu thu của những mic thu âm thì nó đều nằm ở ngang này và nó nằm ở cái mặt có chữ
có chữ tên mic như này, làm ngang mặt có chữ tên mic, thì anh chị cầm làm sao để cái mặt, cái đầu thu này, cái mặt có chữ tên mic nó hướng về phía miệng mình và cách miệng mình một gang tay cho đến 10 cm, từ 10 cm đến một gang tay là ok nhất, hoặc là tầm này tầm 30 cm vẫn được anh chị nhé. Đừng để sát miệng quá, không cần phải dí sát môi như là mic karaoke. Còn ba nút lặn ở bên này thì anh chị để ý cho mình, đây là cái âm lượng đầu ra, tức là khi mình phát live stream hoặc thu vào điện thoại to nhỏ là do cái này. Anh chị nào mà vặn nhỏ cỡ cái này là mình nghe tai nghe thì rất là to, nhưng mà đầu kia khi mình đang live stream hoặc khi thu điện thoại thì không nghe thấy gì, bởi vì cái này âm lượng đầu ra mình về và không rồi. Cái nút này thì anh chị lên để cỡ đi, để cỡ đây nè. Còn cái nút giữa này là cái âm lượng nhạc khi mà cái nút máy tính thì mình cũng để hết cỡ đi. Và cái đây là âm lượng tổng của mic và nhạc thì anh chị để hết cỡ cũng được, hoặc là để tầm 8/10 nha anh chị nhé, để 8/10. Rồi ok, như vậy là Việt đã hướng dẫn anh chị cách kết nối các sợi dây với lại sau cả K10, với cục nguồn, với micro cũng như là với điện thoại mở nhạc, điện thoại phát livestream. Và tiếp theo là Việt đã hướng dẫn anh chị cách sử dụng tất cả những cái nút bấm hiệu chỉnh chức năng của sau cả K10. Bây giờ thì Việt sẽ alo thử để test lại cái âm thanh như độ vang của cái sau cả K10 này nhé. Alo, 1, 2, 3, alo, alo. Như chị đã cảm nhận được, đó là sau cả K10 có độ vang rất là tốt, mà kết hợp với mic PC-K3 thì nghe nó rất ấm và khá là hay. Bây giờ thì Việt sẽ mở nhạc để test thử anh chị nhé. Và tương anh có được không? Đấy, phần nhạc nghe cũng rất là to và rõ nét. Và khi mà mở nhạc để hát, anh chị cũng lưu ý cho Việt là không phải là cái gì mình cũng mở mắc hết, mà khi mà mở nhạc lên, anh chị hát thử một đoạn, sau đó mình cảm nhận tiếng nhạc bao giờ cũng phải nhỏ hơn tiếng micro một chút nha anh chị nhé. Đừng để nhạc to quá, nó sẽ áp đi tiếng micro và nghe tiếng mình sẽ bị hụt, nghe nó không hay. Tiếng micro của mình phải to hơn tiếng nhạc một chút. Nếu như tiếng nhạc nó to quá thì anh chị vẫn nhỏ đi, nhỏ nhạc một chút nhé. Anh chị nhỏ nhạc đi, như điện thoại của Việt là nhỏ đi 2 lớp. Tuy nhiên nó tùy theo bài nhạc, có bài nhạc to, bài nhạc bé. Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần? Ok, Việt test một đoạn như vậy thôi nha anh chị nhé. Như vậy video này mình đã hoàn hướng dẫn hoàn chỉnh anh chị cách kết nối cái sao cạc K10 với những micro thu âm 48V là micro Tasa K30, cũng như kết nối điện thoại và nhạc, kết nối điện thoại phát livestream qua video. Anh chị nào có thắc mắc gì thì comment dưới video thì Việt sẽ trả lời thêm anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã xem video.